Xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em quay trở lại kênh YouTube Thắng Mấy Cái Xích của mình nhé. Nay mình có ít giao tròn hàng bãi Nhật này. Xin lỗi anh em, hàng Nhật. Giao tròn hàng Nhật luôn, Nhật mới luôn. Mới chưa xài anh em nhé. Giao Nhật luôn. Kích thước của nó là 25 x 25,4 mm. Đây. 40p là chắc là 40 răng, dao của Nhật anh em nhé, hàng mới. Hàng này số lượng nó có hạn thôi, có nhiều đâu anh em. Dao này đánh thì quá ok luôn này, hàng Nhật luôn anh em nhé. Để xem. Quan đã. Bén lắm anh em, Nhật luôn. Dao Nhật giá rất là bình dân luôn. Rất là bén, mình thử mà bén lắm. Mưa phim luôn. Này là anh em đỡ phải đi mua hàng bãi luôn, đỡ phải mua hàng tàu xài luôn. Nhưng mà cái này mình chỉ sợ cái số lượng nó có hạn, nó có nhiều, về không được nhiều thôi. Quá ngon luôn. Số lượng nó không có nhiều để bán thôi. Bác nào mà mua nhanh tay nhanh chân ha, số lượng nó có hạn. Một dao này thì mình bán là 150k là mình bao ship luôn nhá, bao ship cho anh em luôn. Anh em mua 2 lưỡi thì còn 260 bao ship. Mua 10 lưỡi thì 10 lưỡi dao tính anh em 1 triệu nhé. Cứ mua số lượng này, hơi giảm thôi. Cho anh em giá sỉ luôn. Anh em mua lẻ thì đắt hơn ha. Đó, cực kỳ tốt luôn. Bao ship hết cho anh em luôn nhé. Dao nào, dao này là mới mà. Xả quá ngon luôn anh em. Rồi, ok anh em nhé. Anh em mua thì liên hệ số điện thoại 0974644913 cho mình nhá. Đó. Đó. Giá nó cứ như mình báo nhá, mua lẻ kẻ một cái thì 150, mua hai cái ấy, thì là có 260 thôi. 260 thôi nhá. Còn anh em mua chục cái thì giá sẽ mềm hơn nữa. Rồi, ok, cảm ơn anh em theo dõi video. Xin chào anh em.